Rồi Anna này, Anna đang nghịch chùa, nghịch đất nè. Cá ở đâu ra? Làm gì có cá hả trời? Đâu khoai ở đâu? Trong cái cuốc tắm à? Trời, đi làm mà mặc váy. Đào cái cỏ này đi, rẫy cỏ đi. Cầm cuốc nguy hiểm ghê á. Qua đấy làm chi? Cuốc xong rồi hả?
Nhảy qua đi. Với video của mình nhé, hẹn gặp lại với video sau nha. Hãy nhấn kênh con gà sợ thì thôi, hãy nhấn kênh Phượng Loa và nút like để đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ subscribe, nhớ à đừng quên bấm nút ở dưới màu đỏ nha. Bye bye, thật kỹ dễ. Về hả?